Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Ngày tưởng nhớ các nhà truyền giáo tử đạo, thư ngõ chương trình nhịp tim yêu thương, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng chùng bước trước khó khăn. <laughs> tin Vatican, ngài tưởng nhớ các nhà truyền giáo tử đạo. Câu Kinh Thánh, vì lòng mến dân tôi, tôi sẽ không nín lặng, được chọn làm chủ đề cho ngày cầu nguyện và ăn chay lần thứ 27. Tưởng nhớ các nhà truyền giáo tử đạo được cử hành hàng năm vào ngày 24 tháng 3. Câu Kinh Thánh được lấy cảm hứng từ lời chứng của Đức Tổng Giám mục Oscar Anufo Romero, Tổng Giám mục San Salvador, Ngày 24 tháng 3 được chọn vì là ngày Đức Tổng Giám Mục bị giết vào năm 1980. Đức Tổng Giám Mục bị giết trong khi Ngài đang cử hành thánh lễ, được Đức Giáo Hoàng Phan Cô phong thánh vào ngày 14 tháng 10 năm 2018. Yêu Chúa có nghĩa là yêu thương anh chị em mình, là bảo vệ quyền cho anh chị em, bất chấp sợ hãi và khó khăn của họ. Đây là những điều được viết trong tập hướng dẫn trợ giúp do Missio Italia chuẩn bị cho hoạt động của ngày cầu nguyện. Vì tình yêu của dân, tôi sẽ không im lặng có nghĩa là hành động kiên vững với đức tin. Là khi tô hữu môn đệ truyền giáo, người mang tin mừng của Chúa Giêsu. chúng ta không thể im lặng khi đối diện với cái ác. Nếu chúng ta làm như vậy có nghĩa là phản bội sự ủy thác được giao phó cho chúng ta. Được thành lập vào năm 1993, do sáng kiến của phong trào truyền giáo giới trẻ của các hội giáo hoàng truyền giáo ở Italia, với mục đích tưởng nhớ tất cả các chứng nhân của tin mừng bị giết ở nhiều nơi trên thế giới. Sáng kiến này đã lan rộng ra nhiều quốc gia, nhiều giáo phận, dòng tu, các phong trào giáo hội có những sáng kiến đặc biệt để tưởng nhớ các nhà truyền giáo của họ và tất cả những người đã đổ máu vì Chúa Giêsu Kitô và vì tin mừng của Ngài. Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp tục nhắc nhớ rằng Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn những thế kỷ trước. Trong năm 2018, theo báo cáo hàng năm do hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo có 40 nhà truyền giáo đã bị giết trên thế giới, gần gấp đôi so với 23 vị của năm trước, vào hết là các vị linh mục 35 vị. Năm 2018, châu Phi đứng đầu trong bảng xếp hạng bi thảm này. <laughs> In Caritas Việt Nam, thư ngõ chương trình nhịp tim yêu thương. Nhằm tạo điều kiện để giúp các em bị bệnh tim bẩm sinh trong khắp cả nước, không phân biệt lương giáo, Caritas Việt Nam đã có thư ngõ với nội dung như sau. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 đến 10.000 trẻ em vừa sinh có bệnh tim bẩm sinh, trong đó 50% số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng và chỉ có khoảng 5.000 trẻ được phẫu thuật. Số trẻ còn lại phải chờ được phẫu thuật vì gia đình các cháu quá khó khăn, không có khả năng lo cho các cháu và thậm chí một số cháu đã tử vong trước khi phát hiện bệnh. Trước nhu cầu của trẻ bị bệnh tim tại Việt Nam, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng quê hẻo lánh, Caritas Việt Nam đã cùng công tác với Hội Thánh Lucas từ cuối năm 2016 để giúp cho các cháu bệnh tim từ 0 đến 20 tuổi có cơ hội được chữa trị khỏi bệnh. Hội thánh Lucas gồm các chị em công giáo thiện nguyện tại California, Hoa Kỳ. Hàng năm, hội đã tổ chức gây quỹ nhằm kêu gọi các ân nhân, nhân đang sống tại Hoa Kỳ, đóng góp để các cháu được phẫu thuật tim miễn phí. Trong năm 2019, Caritas Việt Nam ước mong nhận được sự cộng tác từ văn phòng Caritas Giáo Phận trong việc khảo sát các trường hợp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong độ tuổi từ 0 đến 20, có hoàn cảnh khó khăn và không phân biệt tôn giáo, nếu có trường hợp bệnh nhân cần hỗ trợ, xin thông báo với cha xứ và văn phòng Caritas giáo phận để nhận được sự giúp đỡ từ Caritas Việt Nam. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng chùn bước trước khó khăn. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng để những khó khăn đè bẹp nhưng hãy làm cho sức mạnh của bản thân và trong tư cách là kỳ tô hữu được bộc phát như những mầm móng một xã hội công bằng, huynh đệ, tiếp đón và an bình hơn. Ngài đã nói những lời kêu gọi trên trong buổi tiếp kiến sáng hôm 23 tháng 3 năm 2019 dành cho 1.150 người, gồm ban giám đốc, các học sinh và phụ huynh cũng như các cựu học sinh của Học viện Barbarigo ở thành phố Padova, Bắc Italia, Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cơ sở giáo dục này, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi do một vài bạn trẻ nêu lên. Ngài nhận xét rằng, thiên chúa ủy thác cho người trẻ ngày nay một công tác quan trọng là đương đầu với những thách đố thời nay, những thách đố về mặt vật chất, nhưng trước tiên là thách đố về nhân sinh quan. Thực vậy, cùng với những vấn đề kinh tế, những khó khăn trong việc tìm công ăn việc làm và tương lai bất định, Chúng ta cũng thấy có cuộc khủng hoảng về các giá trị luân lý và thái độ ngỡ ngàng không chắc chắn về ý nghĩa cuộc sống. Trước những tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ đừng chiều theo cám dỗ chạy trốn, khép mình trong thái độ cô lập ích kỷ, hoặc tìm quên trong rượu chè, ma túy, hoặc trong những ý thức hệ rao giảng oán thù và bạo lực. Nhưng hãy làm nổi bật sức mạnh đến từ chính con người của các bạn, từ tư cách kỳ tô hữu của các bạn, từ sự kiện các bạn là những mầm mống sinh ra một xã hội công bằng, huynh đệ, có tinh thần đón tiếp và an bình. Cuối cùng, Đức Thánh cha khẳng định, nếu các bạn trẻ để cho Chúa Kitô uống nắng, nếu các bạn trẻ cởi mở đối thoại với Chúa trong kinh nguyện, trong việc đọc và suy niệm tin mừng thì các bạn trẻ sẽ trở thành những ngôn sứ và chứng nhân về niềm hy vọng. <laughs> một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.